đầu kỳ nghỉ hè thôi nào. Không học hành, chỉ có quẩy thôi. Tớ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, còn tớ sẽ đi đến đảo chơi. Bắt đầu cuộc phiêu lưu của chúng ta thôi. Các VIP sẽ được phục vụ tốt nhất. Hạ cánh mượt ghê. Ba ơi, con đến rồi nè. Có gì không ạ? À? Cổ phiếu của chúng ta đang tăng lên và nhà mình càng giàu hơn nữa. Tốt quá ạ. À. Ba không biết đâu con. Ba ơi, ba có nghe con nói gì không vậy? Bình thường ba hay làm gì nhỉ? Cổ phiếu, thú vị đó. Chúng ta sẽ đầu tư vào một mảng mới. Hãy bán cái này. Ba ơi, con cũng có thể kiếm tiền nè. Phá sản nghĩa là sao? Cứu! Phá sản gì cơ? Chúng ta nghèo rồi. Con đã làm gì vậy hả Connie? Ba ơi, con không cố ý. Làm sao con quay lại trường nhà giàu được đây? Mùa hè đáng thương của cậu ấy trôi qua nhanh chóng. Đến lúc đi học rồi. Nhưng trước tiên mọi người cần kiểm tra giàu nghèo đã nào. Chào anh bạn, nghỉ hè vui không? Ồ, vui cực bạn à. Xin lỗi nha, chỉ là hình thức thôi. Không sao cả. Tại trường nhà giàu, tiền bo rất là hậu hĩnh đó nha. Người tiếp theo. Đến trễ à? Trông cậu khả nghi quá đó nha. Không được, đến trường nhà nghèo đi. Tiếp theo. Mấy đứa nghèo. Ai cũng mơ được vào trường nhà giàu cả. Còn cô thì sao đây? Cô có nghèo không? Đùa tí thôi mà. Vào đi. Connie đã ở đây rồi và cậu ấy đã phá sản. Liệu cậu ấy vượt qua được bảo vệ chứ? Chào, tôi đã sẵn sàng để kiểm tra rồi. Xin lỗi nha, thật ngại quá. Máy quét đã bị hư mất tiêu rồi. Nhờ vậy mà cậu ấy thoát được. Bài kiểm tra giàu nghèo đã bị hủy. Các cậu à, các cậu không tin được mùa hè này tớ đã đi đâu đâu. Xem nè, tớ đã đi thám hiểm đó nha. Quả là một kỳ nghỉ tuyệt vời. Tớ có quà nữa đây nè. Cha, cảm ơn nha Brandon. Nhưng tớ cũng có quà nữa. Đến từ kim tự tháp Ai Cập. Hãy gặp bạn mới của tớ nè. Xin lỗi nha, xác ướp không thích ánh nắng. Wendy, cậu tuyệt thật đó. Còn mùa hè của cậu như thế nào hả Connie? Kể bọn tớ nghe với. Cậu ấy bị bắt rồi. Nhưng mà vẫn còn cơ hội đó. Nè, chờ tí nha. Tớ đi ra ngoài một tí. Nếu cậu không đi đâu hết thì cứ nói thẳng ra đi. Nó đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Không ai sẽ nghĩ là mình nghèo nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng cho màn khoe khoang. Chỉ cần photoshop một tí. Xem tớ đã đi đâu nè. Tớ sẽ quay lại ngay. Hè này tớ đã đi du lịch vũ trụ đó. Cũng không có gì, chỉ là đi dạo trên mặt trăng thôi à. Sau đó nhà tớ đi đến sao hỏa. Wow, đó là đá sao hỏa thật đó hả? Cậu ngầu thật nha. Thành công rồi. Máy quay, chạy. Và đây là lớp học TikTok tại trường nhà giàu. Và chúng ta cần tí ánh sáng nữa. Ai sẽ là người quay hình đầu tiên đây? Hãy lắng nghe từ Wendy. Wendy, lên đi. Cho tụi tớ thấy cậu làm được gì. 1, 2, 3, bắt đầu. Wendy là nữ hoàng sang nhảy. Chắc chắn là được nghìn like rồi. Mình thích trend này ghê. Một tràng pháo tay cho Wendy nào. Cha, màn biểu diễn tuyệt thật, đập tay nào. Tới ai nào? Nè Brandon, khiến mọi người bất ngờ đi. Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ. Thưa thầy Jack, mẹo quần áo sẽ không bao giờ lỗi thời. Không phải là lúc này. Rõ rồi nè, Brandon đã không tập luyện trong lúc nghỉ hè. Điểm F nha. Và Connie, đến lượt em. Đừng có ngại mà. Cậu ấy không thể để cho ai biết bí mật nhà nghèo của mình được. Em có tiền để trả tiền thuê đèn không hả Connie? Không, em có đèn rồi ạ. Sao cũng được, bắt đầu đi. Được rồi, tốt rồi đó. Chúng ta đã sẵn sàng cho buổi ghi hình. Thầy cầm đèn giúp cho em nha thầy. Đó không phải xúc động. Nó bị ngắt mạch rồi. Thầy Jack, thầy không sao chứ? Tiết học đã bị hủy. Mọi người đi ra khỏi đây đi. Không ai bị thương chứ? Và em, Connie, em bị điểm F nha. Ở trường nhà giàu có phòng ăn VIP. Không yến mạch chán ngấy. Chỉ có những món ăn ngon đặc biệt thôi. Thưa quý vị, đây là đầu bếp giỏi nhất thành phố, thấy chứ? Menu đây. Thật sang chảnh mà. Và còn đắt tiền nữa. Cho tôi sushi nha. Vâng, thưa quý khách. Đầu bếp hiểu rõ dụng cụ của mình. Đây là sushi siêu cấp VIP rồi. Bữa trưa của quý khách đây. Chúc ngon miệng nha. Tôi muốn pizza.
lựa chọn tốt đó, thưa quý khách. Chương trình nấu ăn đang đợi cô đó. Mọi chiếc pizza đều bắt đầu từ bột. Chúng ta nhanh tí có được không? Nhưng bạn không thể hối một nghệ nhân được. Có một nghệ nhân ẩm thực đang diễn ra tại đây. Thơm quá. Sắp xong rồi. Bước cuối cùng nè. Pizza đến rồi đây. Không cần cảm ơn tôi đâu, thưa quý khách. Chỉ cần để lại tiền bo là được. Và Connie gặp rắc rối mất rồi. Cậu ấy không có tiền để mua một tuyệt tác ẩm thực. Bé cưng à, chỉ có burger cho cô thôi. Đồ ăn nhanh là một sự sỉ nhục cho đầu bếp. Nhưng bạn không thể để chết đói trong ngôi trường nhà giàu được. Ồ, xin lỗi nha, tôi bị cảm. Hãy quay lại khi cô giàu lên nha. Sao đồ ăn nhà nghèo lúc nào cũng xấu vậy? Cô nên làm quen với nó đi thôi. Ủa, không phải tại tôi, là tại cái burger. Ừ, không sao cả. Cây lau nhà đây. Ồ không, đừng để ai thấy Connie lau sàn nhà. Nhưng không gì có thể phá hỏng đêm nay được. Đi giữ tiệc thôi. Nhìn kìa, cậu ấy bị gì thế nhỉ? Trang sức của cậu đâu rồi? Và cái bộ đồ bơi đó là sao vậy? Thì tại vì tớ không có đủ thời gian để sửa soạn mà. Xin lỗi nha, nhưng mà cậu không phù hợp với video kiểu này. Bọn nhà giàu thật không thể chịu nổi mà. Muốn có vàng hả? Vậy thì để họ thấy nó thôi. Tốt hơn rồi. Khoan đã, còn trang sức thì sao? Không tệ tí nào. Chúng ta sẽ thay thế bằng vàng giấy. Giờ thì Connie sẽ khiến cho mọi người lóa mắt và khiến họ mê mẩn vẻ đẹp của cậu ấy. Tớ đến rồi đây nè. Các cậu thấy đồ mới của tớ thế nào? Ồ, tốt hơn rồi đó. Đến tham gia với bọn tớ đi. Connie, kim cương hợp với cậu thật đó. Ồ, cái gì đây? Đống vàng này ở đâu ra vậy? Connie, nó bị trôi rồi kìa. Các cậu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Tớ không thể tin được. Đó là giấy à? Này, cứu. Có một đứa ăn mày ẩn mình ở đây nè. Các khách mời đang gặp nguy hiểm. Nhưng mà tiền tuần tra đã sẵn sàng rồi. Thưa quý cô đang vi phạm luật nhà giàu đó. Cô phải ra ngoài ngay. Connie à, chắc cũng sắp có tiệc dành cho nhà nghèo rồi đó. Cậu sẽ tự đánh hơi được thôi. Cuộc sống thật bất công mà. Bạn không thể đi đâu mà không có tiền cả. Này Wendy, cuối tuần của cậu thế nào rồi? Ồ, là cậu à, Connie. Ở trường nhà giàu có tủ khóa đặc biệt. Chỉ có thể mở bằng thẻ vàng thôi. Đừng thấy ghen tị quá nha. Nhưng Connie cũng có thẻ mà. Có điều nó không còn hoạt động nữa thôi. Vậy là cậu hết tiền rồi nhỉ? Các tủ khóa nhà giàu này không thể làm hỏng được. Nếu không mở cánh tủ được, vậy thì phá nó thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy. Thôi nào, mở ra đi. Nhưng Connie rất dở ăn trộm. Nó không thành công mất rồi. Nhưng có cái này tiện nè. Cái tủ sẽ không chống cự được. Ôi trời đất ơi, cứu với. Connie đã hơi quá tay rồi. Đúng là đồ thua cuộc mà. Hẹn gặp lại cậu ở lớp. Một ngày tồi tệ. Nhưng nó sắp tốt hơn rồi. Hãy xem Wendy giấu gì trong tủ đồ xa xỉ của mình nào. Wow, quyển tập mạ vàng. Tôi nhớ cậu quá đi. Không được cử động giơ tay lên. Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả? Tôi không có làm gì cả, tôi thề mà. Connie, cậu đã bị bắt rồi. Hãy khai cậu đã làm gì đi. Mọi thứ có vẻ đều không bị gì. Nhưng đừng có lại gần tủ khóa của tớ nữa. Thôi nào, có gì to tát đâu chứ. Và trong lớp học thể dục, họ dạy môn thể thao giàu nhất thế giới. Nhưng bạn phải trả tiền cho câu lạc bộ golf. Cầm lấy đi nè, Brandon. Của em đây, Wendy. Connie, tới lượt của em. Thầy Johnson ơi, em nghèo rồi ạ. Điểm F nha, Connie. Mình tìm đâu ra cây gậy bây giờ nhỉ? Dĩ nhiên là trên cây rồi. Connie sẽ chinh phục được đỉnh cao này. Cây gậy đây rồi. Hạ cánh không an toàn cho lắm nhỉ? Nhưng Connie có cây gậy rồi nè. Tớ tới rồi đây. Tránh ra nào. Ồ, banh đâu rồi? Thế tiền đâu nào, Connie? Banh cũng là dịch vụ trả tiền nha. Khoan đã, đợi em tí. Trong rừng không chỉ có gậy mà còn có banh nữa. Chắc cái cây này sẽ có. Chỉ cần trèo lên. Ôi da, đau quá đi. Đến với mẹ nào. Lớp thể dục gì nữa, thành chuyến phiêu lưu luôn rồi. Nhưng Connie đã sẵn sàng cho lớp học. Mọi người sẵn sàng để chơi rồi chứ? Cậu đang phí hơi sức đó nha, Connie à.
không đâu, tôi chắc chắn sẽ thắng. Yay, làm được rồi. Em xin lỗi ạ, em đã tính nhầm. Rooney, em bị điểm ép. Giờ thì hãy chuẩn bị cho lớp học tiếp theo nào. Đó là biểu diễn thời trang. Rooney, coi chừng đó nha. Các em làm tốt lắm. Và giờ chúng ta biểu diễn từng người một nha. Wendy yêu hàng hiệu, quá là rực rỡ, sang chảnh và đắt tiền nữa. Wendy, hình như em quên gì đó. À đúng rồi, bạn không thể nào mang quá nhiều trang sức được. Đến lượt Randall lên sân khấu. Đồ đi biển rất hợp với cậu ấy. Nó trông siêu đắt tiền luôn. Nhưng có mùi rẻ tiền đâu đây. Randall, em phạm một lỗi lớn rồi. Vớ rẻ tiền à, sao em dám hả? Ô không, lại một con ép nữa. Giờ thì ba sẽ lấy hết thẻ kim cương của cậu ấy đi chắc luôn. Làm sao để vượt qua bài kiểm tra đây? Nghĩ đi nào, Connie. Đúng rồi, chắc trong tủ của lao công có vài bộ quần áo. Không khí thật thoáng đãng, đi thôi nào. Oh yeah, đúng thứ mà mình cần nè. Với cái váy này đạt điểm A chắc luôn. Connie đã lên sàn trình diễn. Thưa thầy Jack, em sẵn sàng rồi ạ. Làm tốt lắm Connie. Chiếc váy này thật sang trọng và quý phái. Các em nhìn học theo Connie đi nha. Tránh qua nào, tôi đến lau dọn sàn trình diễn. Wow, tôi cũng có cái váy giống hệt vậy nè. Cô thấy nó chứ, chúng ta trông như chị em vậy. Thất bại rồi. Bạn không thể sao chép một ví dụ nhà nghèo trong lớp thời trang được. Em sẽ phải thử lại thôi Connie à. Lớp đầu tư đang dần nổi lên. Chủ đề bài học: tiền điện tử. Nhưng không có xe riêng đến trường thì tốn nhiều thời gian quá đi. Connie, em lại đến trễ nữa. Dạ, xe buýt bị hỏng trên đường đến trường, cho nên em về chỗ của em ngay đi. Đó là đồ dùng bằng bìa cứng đó ạ. Connie, cậu không mệt mỏi vì nghèo sao? Cứ thừa nhận cậu là đồ thua cuộc đi. Đủ rồi đó, mình đi đây. Các em à, em ấy bị sao vậy? Nói thật đi nào. Còn bao lâu nữa đây, họ thật kêu căng. Nhưng kế hoạch trả thù đã sẵn sàng. Bây giờ họ sẽ phải chịu hậu quả vì mọi thứ. Mọi người nên chạy đi nha. Chuông báo cháy, các em chạy đi. Đừng quên thẻ vàng của các em nha. Trò đùa đã thành công, bắt tay vào việc thôi nào. Cậu thích như vậy không hả, Brandon? Cậu cũng gặp rắc rối rồi đó, Wendy à. Wendy biết phải làm gì với số cổ phiếu thừa. Không ai thoát khỏi sự trả thù của cậu ấy cả. Và ngôi trường cho nhà giàu đã trở thành trường nhà nghèo rồi. Có chuyện gì vậy? Thẻ kim cương của mình đâu rồi? Không. Đi thôi nào các cậu à. Nhiều tiền thật nhàm chán. Dù sao tiền cũng không mua được hạnh phúc đâu. Ngôi trường giàu có này rất nghiêm khắc về gia thế của học sinh. Ồ, cô bé, em thấy không khỏe à? Em quá nghèo rồi. Chào các em, mong là cuối tuần qua mọi người đã tiêu xài thoải mái. Giờ là thông báo quan trọng đây. Sẽ có cuộc thi để chọn ra vua và nữ hoàng của trường. Chúc cho cặp đôi đẹp nhất chiến thắng. Melissa tin rằng mình nắm chắc cơ hội này. Có vẻ như Skylar cũng đang mơ mộng về chiếc vương miện. Nhưng cô nàng có đấu lại Melissa không ta? Hôm nay chúng ta sẽ học về thiên văn học, cùng khám phá những vũ trụ mới lạ. Tiết học 3D này chân thực ghê. Đắt đỏ nữa chứ. Giờ đi đến Cassiopeia thôi. Cuốn hút quá đi. Khoan, quên mất mình rồi này. Alo, cậu có nghe không vậy? Ồ không, lại là Skylar. Này, cậu cởi bộ đồ ra được rồi đó. Mấy thứ này đâu phải thật đâu. Xê ra đi Brandon, mình đang ở ngoài vũ trụ mà. Được rồi, phải kết thúc thôi. Theo mình. Chỉ có những đầu bếp tài hoa nhất mới được dạy nấu ăn tại trường giàu. Lối này mọi người ơi. Hôm nay ta sẽ làm món gan béo cùng rau củ nha. Oh wow, amazing quá đi. Bắt đầu bằng việc thái các nguyên liệu. Rộng 1mm và dài 1 inch. Nghệ thuật đó nha. Giờ tự mình thử đi nào. Hoàn hảo. Món gan béo á, chưa nghe qua bao giờ.
trong quyển sách nấu ăn của ngoại đâu có món này đâu. Nhưng có mì ý phô mai. Chú đầu bếp này biết gì về nấu nướng chứ. Chỉ cần luộc mì rồi rắc phô mai, cà chua và rau thơm khắp trên bề mặt. Hồ biến, bữa tối đã xong. Các bạn cùng lớp cũng đã hoàn thành. Đầu bếp chuẩn bị nếm thử này. Nĩa của thầy đâu? Này, cất thứ này đi. Đây mới là bữa tối đúng nghĩa đây nè. Đầu bếp đã sẵn sàng nếm vị. Mùi thơm đó. Kết cấu đúng chuẩn. Để thầy thử nha. Tan chảy trong miệng luôn. Cứ như là mì ý bà ngoại thầy làm vậy. Mấy đứa à, đến đây thử đi. Đỉnh cao. Món gan béo kia vứt đi là được rồi đấy. Đầu bếp đã duyệt thì cứ ăn vô tư đi. Hoan hô, thắng rồi. Danh hiệu nữ hoàng ở ngay phía trước thôi mà. Cho thầy biết bí quyết với. Không có bí quyết gì hết à. Đều là nhờ bà ngoại của em cả. Các thí sinh không lãng phí chút thời gian nào. Chiến dịch đang diễn ra sôi nổi. Bầu cho Melissa. Mời uống một cốc nước ngọt vàng. Sàn chảnh quá. Nhưng Skyler cũng có nước chanh vậy. Tự tay của bạn pha đấy. Cậu ấy còn làm tờ rơi nữa cơ. Bầu cho Skyler nha. Nước chanh nhà làm này vị còn ngon hơn trước của Melissa nữa. Này các cậu, đến đây đi. Thử chút đi nè. Skyler đúng là không có tiền. Nhưng sáng kiến đã thành công. Đối thủ thì không vui rồi. Ta sắp thua rồi kìa. Skyler phát hết chỗ nước chanh của mình. Đổi cái bình này với một cái có cá bên trong nha. Hồ cá sao? Cậu ta đang định làm gì thế? Nhưng các cử tri có vẻ thích nó. Học sinh trường giàu đâu có thèm đọc sách. Họ có sách ảnh toàn ký. Mở trang sách ra và xem diễn biến câu chuyện thôi. Cứ như phim vậy đó. Khi bạn không có tiền, thật khó để mà bắt kịp. Có thể mình cũng làm được. Tiếc là Skyler chỉ có quyển sách bình thường thôi à. Không có bài tập về nhà. Chơi game sướng hơn đó. Boom, nhận lấy. Ok, Pony, đến lượt cậu. Melissa không biết thua là gì. Bên kia có gì thế? Ê, nhìn kìa. Trong sân cũng đang có cuộc chiến. Nhưng mà là thực chiến. Với súng nước. Này, sao mọi người nhăn nhó thế? Tới tham gia đi. Đó là lời đề nghị không thể chối từ. Tấn công, tự bảo vệ mình đi. Chiêu này thì sao hả Brandon? Nhẹ nhàng thôi, Crony ơi. Chẳng ai kết thúc cuộc chiến một cách khô ráo được cả. Hôm nay cùng khám phá một chủ đề sinh học thú vị nha. Động vật sống ở trang trại. Các em, đây là gà. Nó đẻ trứng đó. Nó được dùng để làm trứng ốp la cho tụi em ăn sáng nè. Không hay gì hết thầy Martin à. Chán ngắt luôn. Này là bé thỏ. Nó ăn cà rốt. Có ai hỏi gì không? Chỉ có một câu, sao tụi em phải học những thứ này ạ? Vẫn có khả năng biến một lớp học nhàm chán trở nên thú vị hơn. Các cậu, mình sống ở trang trại đó. Đến nhà mình đi. Được đó. Ít ra ở đó mình sẽ được vui chơi. Đi nào, đi nào. Đừng ngại ngùng. Ý, cái mùi đó. Đừng sợ mà. Chỉ là phân động vật thôi. Chỉ cần tìm ra cách không làm bẩn đôi giày hiệu này là được rồi. Hóa ra thỏ là như thế á. Đáng yêu xỉu. Cậu có chắc cái mùi này không làm mình ngất đi chứ? Dùng thỏ trị liệu chưa từng làm hại ai. Lông mềm mịn. Ở đây rồi thì phải chụp vài tấm selfie chứ. Các cậu đã thấy em bé này chưa? Dễ thương chưa từng thấy luôn đó. Tụi mình còn hai bé nữa. Mình dẫn đi xem nha. Wow, có vẻ như tiết học về nông dân đã giúp ích cho đám học sinh. Xem họ làm việc cực lực chưa kìa. Các cậu ta nên quay về thôi. Ok, ok, đợi làm xong chỗ này đã. Để bọn họ làm đi, là việc tốt mà. Skyler có thể nghỉ ở đây một lát. Tặng cậu nè, mình thích lắm Brandon. Cảm ơn cậu nha. Nhưng chuyện tốt nào cũng có lúc phải kết thúc. Phải quay về trường thôi. Buồn ngủ quá đi. Một em học sinh vừa gục rồi. Này Ryan, bên này. Yên lặng nha. Biết rồi. Trường giàu có chất lượng dịch vụ hàng đầu. Đây là phòng để ngủ. Nó là một nơi yên bình, yên ắng. Mở đẹp nha Melissa. Cứ để cả thế giới đợi đi. Được làm thế á. Mình cũng ra
tranh thủ chợp mắt một chút. Học toán mệt chết được. Này Ryan, bên này nè. Ta lại có một tên buồn ngủ nữa. Làm gì đó đi. Đừng làm lố quá đấy. Lần này chỉ có một cái chăn là đủ rồi. Mới đẹp nha Skyler. Này, mình cũng muốn tới phòng dành riêng để ngủ mà. Không có tác dụng, cậu phải tiếp tục học thôi. Tiết học thể dục tại trường giàu sang trông như này đây nè. Xung quanh là phong cảnh nên thơ. Ấn tượng nha. Các em đứng dậy đi. Hôm nay ta sẽ đi trượt ván. Nhưng khởi động trước cái đã. Wow, nghe thích thật. Ván trượt như nào thế? Lát nữa sẽ biết ngay. Giờ thì bắt đầu nha. Đúng rồi, giữ thăng bằng và cưỡi những cơn sóng. Nhóm học sinh giàu đã giỏi sẵn môn trượt ván rồi. Skyler thì ngay cả tiền để mua ván cũng chẳng có nữa là. Có lẽ một tấm ván bằng bìa cứng có thể dùng được nhỉ? Nhìn đâu có khó đâu. Chỉ cần canh đúng cơn sóng. Đi thôi, cậu làm được mà. Wow, khó hơn vẻ bề ngoài nhiều đó. Nhưng Brandon đang làm rất tốt kìa. Chuyên nghiệp luôn. Thử đi các nàng, không khó đâu. Skyler đã sẵn sàng. Cô bạn sẽ không bị mất mặt đâu. Nên trùm tóc cho khỏi lướng vướng nha. Và dĩ nhiên là thoa kem chống nắng nữa. Dậy ra đi mọi người, đến lượt mình nha. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi thôi. Cú nhảy không tốt lắm nhỉ? Mình đuối nước rồi, ai đó cứu với. Mình sẽ cứu cậu Skyler. Đến gần bờ đi. Nắm lấy tay mình. Skyler lại trật nhịp nữa rồi. Kế hoạch giải thoát thất bại. Mấy đứa học sinh này thật là rắc rối mà. Đã đến lúc lựa chọn trang phục cho cuộc thi sắc đẹp. Các học sinh đang ở cửa tiệm tốt nhất thành phố. Wow, toát ra khí chất đắt đỏ rồi đó. Melissa muốn bộ đầm thời thượng nhất. Nữ hoàng trường học xứng đáng được thứ tốt nhất mà. Thử một vài bộ thế nào. Skyler gặp rắc rối rồi. Cô nàng không có nổi món trang sức nào. Phụ kiện chỉ có chiếc nón hồng này thôi à. Cửa hàng sang trọng luôn có sẵn nước uống. Dịch vụ hàng đầu đó nha. Skyler trốn đi. Ở đây cậu không được chào đón đâu. Buổi mua sắm diễn ra thuận lợi. Trang phục của nhóm học sinh đắt sắc ra miếng luôn. Nhưng Skyler sẽ không ra về tay không đâu. Wow, cái túi này xinh quá à. Dùng nó thay túi xách được này. Vì không thể mua bộ đầm mới, cô nàng phải chọn thứ hiện có trong tủ đồ thôi. Các cậu nghĩ sao? Mình lấy từ kho báu của bà ngoại mình đó nha. Hay là khỏi đội nón đi. Đám bạn chẳng ấn tượng chút nào. Bộ tiếp theo, phong cách cô gái nông thôn. Thôi đừng mà. Còn bộ khác không? Bộ này đi kèm vương miện là hoàn hảo. Ngốc quá, không được đâu. Hết rồi đó, tủ đồ của mình chẳng còn gì cả. Cô bạn chắc chắn cần giúp đỡ rồi. Cầm tiền tiêu bạc của bọn mình nè Skyler. Các cậu là bạn thân nhất của mình đó. Cảm ơn các cậu nhiều. Giây phút này cuối cùng cũng đến. Giây phút mà cả trường đã chờ đợi suốt một thời gian dài. Bây giờ ta sẽ biết được ai đạt được danh hiệu vua và nữ hoàng. Nằm hết trong phong bì này đấy. Và Brandon là vua. Hoan hô. Nhưng khoan đã, ai sẽ là nữ hoàng trường học đây? Thật bất ngờ, đó là Skyler. Lên nhận vương miện đi. Melissa sẽ cần một thời gian dài để vượt qua cú sốc này. Chúc mừng Skyler, cậu rất xứng đáng nha. Nhưng làm sao có thể vui vẻ khi người bên cạnh buồn bã được chứ? Melissa à, đến đây đi. Mình nghĩ vương miện sẽ hợp với cậu đó. Đội thử đi. Như mọi câu chuyện tuyệt đỉnh khác, tình bạn lại chiến thắng. Ngọt ngào quá đi.